Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trong thời điểm cả nước đang đồng lòng chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 thì một nỗi sợ khác cũng khiến phái nữ phải lo lắng khi ở nhà tránh dịch, đó chính là nỗi sợ tăng cân. Bởi ở nhà nhiều thì cứ quanh đi quẩn lại với những thói quen giết thời gian như ăn uống, xem phim, chát chít, ngủ nướng và đây cũng chính là nguyên nhân khiến chị em tăng cân. Để giải quyết nỗi lo này, phái nữ hãy bắt đầu sửa đổi những thói quen xấu hàng ngày và hướng đến một lối sống sinh hoạt lành mạnh, bổ ích hơn khi ở nhà. Dưới đây là những bí quyết giảm cân mà bạn nên duy trì mỗi ngày để có được kết quả như ý. Thông tin được đăng tải trên trang Sức khỏe và Đời sống của Bộ Y tế. Chỉ ăn vừa đủ lượng thức ăn cho phép trong ngày. Bạn cần phải kiểm soát tốt lượng calo mà mình được phép thu nạp vào cơ thể hàng ngày. Nếu đặt mục tiêu là tiêu thụ không quá 1.200 calo mỗi ngày, thì bạn cần bảo đảm thực hiện đúng với những gì mà bản thân đã đặt ra, tuyệt đối không vượt hơn. Ngay cả khi bạn muốn ăn nhiều hơn, hãy bóp mồm, bóp miệng lại một chút để bảo vệ số cân trong cơ thể. Dần dần, theo thời gian, cơ thể bạn sẽ quen với việc ăn đúng và đủ bữa, giúp việc kiểm soát cân nặng đạt hiệu quả tốt hơn. Nhai chậm trong khi ăn. Tiếp theo đó là thói quen nhai trong khi ăn uống. Việc nhai quá nhanh có thể gây ảnh hưởng tới não bộ và khiến bạn mất cảm giác no, dẫn đến tình trạng đầy bụng, khó tiêu sau khi ăn. Chính vì vậy, hãy nhai thật chậm trong khi ăn để giúp não bộ truyền tín hiệu đến cơ thể là bạn đã no và nên dừng ăn. Xây dựng chế độ ăn uống tập trung vào rau xanh. Trong rau xanh có chứa nhiều chất xơ và vitamin nên giúp bạn thải độc cơ thể tốt hơn. Nhờ đó bạn sẽ không có nguy cơ gặp phải tình trạng táo bón và cơ thể cũng tự khắc tiêu hóa tốt hơn, tránh gây dư thừa thức ăn ở vùng bụng. Giảm lượng carb tiêu thụ trong ngày. Nếu bạn muốn duy trì một vóc dáng thon gọn, khỏe khoắn thì nên học cách cắt giảm lượng carb trong ngày, từ đường ngọt, tinh bột đến một số món ăn chứa chất béo xấu. Thay vào đó, hãy chuyển sang những loại thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp như gạo lứt, bánh mì, làm từ lúa mì, lúa mạch đen hay khoai lang, yến mạch, chuối, bí ngô. Duy trì thói quen uống nhiều nước. Hãy cố gắng uống đủ từ 2 đến 3 lít nước mỗi ngày để vừa thải độc cho cơ thể, vừa làm tiêu tan nhiều chất béo dư thừa. Đồng thời, việc uống nước nhiều cũng giúp cơ thể được cấp đủ nước và rất tốt cho làn da của bạn. Lựa chọn những món ăn vặt phù hợp. Dù có kiêng khem thì cũng vẫn nên ưu ái cho bản thân bằng một số món ăn vặt lành mạnh như các loại hạt hoặc trái cây. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy đói, thay vì tìm đến những món ăn vặt không lành mạnh như bim bim, bánh kẹo ngọt, thì có thể chọn những món ăn vặt bổ dưỡng hơn cho cơ thể. Một số lưu ý khác. Để phục vụ cho chế độ ăn dành cho người giảm cân, hãy ưu tiên mua trứng. Khi để trong tủ lạnh, trứng có thể được bảo quản ít nhất trong 5 tuần. Với rau xanh, nếu trong tủ lạnh còn xà lách hay các loại rau lá xanh thì hãy ưu tiên ăn trước vì chúng không để được lâu. Nếu muốn để lâu, hãy mua các loại rau như bông cải xanh, cải xoăn, cần tây, thìn là, súp lơ. Các loại thịt tươi và cá, nếu muốn bảo quản lâu thì hãy để lên ngăn tủ đông. Tủ đông có thể lưu trữ những thứ này được 3 tháng. Những loại đồ hộp như cá ngừ, cá mòi cũng cần thiết để giúp đa dạng thêm bữa ăn. Quan trọng nhất, chúng có thể để lâu. Ngoài ra, mọi người cũng cần mua thêm các loại gia vị, hành, tỏi, tương ớt. Sẽ rất lãng phí nếu buộc phải vứt đi những món ngon khi chúng hết hạn sử dụng. Điều này càng phải tránh khi chúng ta hạn chế ra ngoài vì dịch COVID-19. Để tránh tình trạng này, cách hiệu quả nhất là hãy lấy tờ giấy và ghi lại hạn sử dụng của tất cả những món mình đã mua hoặc đang trữ trong tủ lạnh. Trước khi nấu món gì, hãy ưu tiên lựa chọn những thứ sắp hết hạn. Nếu hôm nay không kịp ăn thì hãy để chúng lên tủ đông và ưu tiên ăn vào những ngày hôm sau. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc một thông tin sức khỏe ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên.